Rồi, hello, em xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ, an lành và gặp nhiều may mắn nha. Thì giới thiệu với cả nhà, hiện tại em đang thả dốc cầu Hiền Đức cả nhà. Đó. Thì hôm nay em mời cả nhà cùng đi một vòng thành phố Vĩnh Long vào buổi chiều 27 Tết nha cả nhà. Mình đi thôi nào. Let's go. Let's go. Cả nhà không chả nên chứ chí ngủ rồi, không dám la lớn luôn. Đúng rồi. Đi thẳng đúng không? Đi thẳng. Hôm nay đường phố quá đông luôn, tại vì hôm nay cái nhà là cũng là ngày cuối năm người ta đi làm việc á. Hôm nay coi như là ta nghỉ hết rồi đó. Đúng rồi. Không, giờ người ta về người ta thay đồ đi ăn tất niên đó chín. Tất niên hả? Đúng rồi. Em thấy có người ăn buổi trưa đó em. Vậy hả? Đúng rồi, hồi trưa anh làm tiệc tất niên đó. Hả? Bánh mì đây cũng ngon á chứ, nhưng mà 7.000 hổ, bánh mì hổ với kỳ. Thịt thì ăn ngon á chứ, thịt nó ăn lạ lắm. Đường đố em đường này đường gì? Đây là đường 14 tháng 9 hả chứ? Xà bé. Đường 2 tháng 9 à. 2 tháng 9, đúng rồi. Em giả bộ chứ. Đi hẳn là qua bên kia là cầu phường 3 là đường Hồ Hân rồi. Tại vì đường này nói chung đường phố Vĩnh Long nó ngủ à. Đường có chút chẹt à ha. Em thấy đường dài dài là có Phạm Thái Bường với Phó Cơ Điều thôi á. Phó Cơ Điều, không phải Bường với đường Phạm Hùng. Đúng rồi. Phường 9. Ồ, còn nhiêu đường chút chẹt. Hả, cũng để ý ngộ nghe em. Xa chén. Vĩnh Long mình á thì nói chung là mỗi cái phường là nó có một cái đường dài ha. Em có thấy vậy không? Đúng rồi. Ở cái đường Phó Cơ Điều là nó thuộc phường 3. Còn cái đường Phạm Thái Bường là nó thuộc phường 4 rồi. Đường Phạm Hùng thì phường 9. Ừ. Phường 1 đâu không có anh ơi, phường 1 thì có đường Trưng Nữ Dương thôi chứ. Phường 1 thì nó cũng không có đường dài nhiều hơn, tại nó là trung tâm thành phố cho nên nó ít hơn. Mình có vẹo không ạ? Quẹo á, ra đường Trưng Nữ Dương nè. Đúng rồi, dài đỏ rồi chứ gì. Đường này cũng được. Ồ, chiều người ta bán đồ ăn chôm chứ. Thơm chứ, phở 91. Đúng rồi, phở có tí nè. Quẹo rồi. Quẹo. Cái đường này từ ngày mở rộng á, thấy nó cũng đông đúc hơn ha. Đúng rồi. Đó, nó đã đông rồi, bây giờ nó còn đông dữ nữa. Bữa nay cậu Bảy đi cắt tóc rồi đó. Vậy hả? Ủa. Chắc anh 29 mới cắt quá. Đâu dữ vậy? Đợi đi, cái cây trễ tóc nó ra lâu lâu chút. Tóc nó còn mới chút. Chút uống thử ta chua ta bi không chứ? Ở đâu? Cũng đông quá, ở chỗ Trưng Nữ Dương đó đó. Ta bi hả? Ừ. Không biết ngon đâu mà nghe. Cũng đông quá trời, chút hàng ở Yên Yên. Ok, ok. Nó có khuyến mãi luôn. Bưởi lên giá rồi đó nghe. Cái gì? Bưởi. Bưởi hả? Ừ, ta mua về trước Tết á. Đường nhà một ký đây rén. Mắc gì vậy rén? Thì ăn cũng nổi rồi rén. Mắc hơn dưa hấu rồi rén ơi rén. Đúng rồi rén. Dưa hấu chỉ có 25.000 một ký rồi rén ơi. Được coi 25.000 cũng mắc dưa giấm rồi đó rén. Nhưng mà dưa hấu này dưa hấu chân mà rén. Ok rén. Đường này đông quá rén. Đông dữ luôn không chết. Đông quá trời đông không rén ơi. Cái chùi nuôi rồi gửi vô chợ đêm chân rồi rén. Rồi vô đêm sắm đồ đó rén. Gì vậy? Chế có chấm gì chim không chết. No, rít cái sắm bằng rít. Giờ này không cho xe vô rồi rít đi. Rồi như bộ chí mẹ luôn rít đi. Văn phòng cũng đủ hết trơn rồi rít đi. Ủa, đông lắm vậy, đông lắm nghe chứ. Wow, mấy cây mai nở hết trơn rồi nè rít. Trời ơi. Bây giờ đi qua cái con đường bên kia đẹp lắm á rít. Ok. Ủa, mới đi vô? Không, bây giờ mình đi vòng vòng ở Vĩnh Long, trung tâm á. Ok, rít. Con đường Mai Vàng, phường 1, tới phường 2. Mai nở hết không? Mai. Mấy bữa nay nở rồi. Đúng rồi, bữa mình đi là thấy bút rồi đó. Sắp bung rồi đó. Rồi. Bữa nay với ngày mai là nó bung hết mà xem. Nó bung đón Tết chứ. Đón mùa xuân về đó hả Riêng? Đúng rồi, trời ơi con chó kìa. Con chó đâu Riêng? Con áo kìa. Con chế. Quán phở này cũng đông quá rồi Riêng. Bởi vì 45 ngàn một chô á. 45 ngàn với giờ riêng. Mà đó
là phở tái bình thường chứ đấy nhé. Ồ, khu vực này cho đậu xe hơi hay gì vậy ta? Đúng rồi. Đậu đổ ngốc luôn nè. Ấy ấy chú, mình có đi siêu thị mình đi vô cổng này đi ấy. Cổng đó phải riêng. Đúng rồi, không có giữ xe ấy. Ồ, có lý à riêng. Có phở tàu bay nữa. Ấy, bữa nay muốn lâm gì nữa nè? Có học, có học. Nghe cuốn trống bình bình nè. Ấy con chủ kìa. Hả? Con chủ kìa. Đúng rồi, con múa con vợt. Ồ, nguyên đội lớn luôn. Dữ người ta. Quảng trường bữa nay nhộn nhịp quá luôn nè. Mấy cái người cho thuê đồ về gạp đồ á, người ta gáp rồi đó. Chuẩn bị cho 2-30 Tết á. Quá lớn luôn. Dạ âm thanh này xuống dữ luôn á. Tới lúc đó là không được đi xe vô đường này nữa đâu. Ờ, à, khai giảng lân sư gồng kìa, tỉnh Vĩnh Long. Ủa giải mà chứ khai giảng gì ông già. Giải hả? Giải ông già ơi. Trời ơi, bông nở nè, trời ơi. Quá trời anh ơi. Bích đường luôn rồi. Bích đường dịch sáp luôn rồi cả nhà ơi. Ở chỗ này người ta cũng giữ xe luôn rồi. Ờ, giờ chỗ nào nói chung cũng giữ xe hết trơn. Không đi đâu thoát được. Chứ em đậu vừa bãi quá rồi. Ai ấy có không ai chứ canh lỡ mất rồi không công nữa. Tết nhất nữa. Ờ. Nó mất vui. Quá đông rồi cả nhà ơi. Đây là con đường Tô Thị Huỳnh. Đi viết là nhớ tên con đường này hụt lòng trong vòng bàn tay luôn á. Không bao giờ quên con đường này. Tại vì đi nó ngoài quá nhiều hoa với lại người ta đi quá đâu. Em cũng méo hồi chưa chụp hình Tết cho nhà. Em cũng rất thường ưa đi cái đường này. Méo hồi chưa chụp hình Tết nữa đi cha. Ủa phố đi bộ này có đẹp kìa ông nội ơi. Phố chụp hình Tết á. Chụp hình Tết đi. Ừ, cái em bé sơ sinh đi ấy nó kìa. Cưng quá à. Giờ mà ngồi quán cà phê thóc là ngắm cảnh là đẹp. Tuyệt vời. Với cái chậu anh ơi. Em giậm anh nhìn. Quán cà phê cây mai cũng đông nữa đi. Đúng rồi. Cây mai thì bình dân hơn. Đúng rồi đi. Wow, bữa nay mấy anh trai giao thông ra đây đứng dọn đường luôn nè. Đúng rồi, chứ đông quá rồi đây này. Đông quá rồi, mấy anh cơ động đứng nữa. Mà cái chiều này không, mình đi không đông mà cái chiều bên kia nghe. Cái đường quá nhiều, giờ vô tới đây rồi. Nếu mà không có mấy anh này là nó đứng là chạy bít đường này luôn á riết. Đúng rồi, rén. Nhờ mấy anh thì đứng mới chạy được này đi. Khởi động nhớ rén rồi. Ủa con đường này cũng đông quá trời đông luôn đến đây. Quậy, người ta đi xem bông đấy, người ta đi bộ không đấy. Người ta đi bộ người ta tham quan á Rin. Đúng rồi, đây người ta sống ảo nữa. Đúng rồi Rin ơi. Đường này thì qua giả chưa mọi người. Rin có muốn đi qua bên ấy xem không? Xem mai không? Mai hả? Có được mai á Rin. Đi ghét chua. Ok. Thích gì bây giờ chỉ thích qua đó nha. Nếu mà ngắm có hoa nở thì ngắm hoa thôi. Đúng rồi. Chứ tại vì mấy cái mai đó mình coi quá hết trơn rồi. Rồi mình cũng nhớ mặt ra rồi đó. Đúng rồi, quá lờn rồi. Giờ chỉ là đợi nó nở hoa lên mình xem cái vẻ đẹp của hoa mai nó như thế nào chô. Đúng rồi. Cái con đường này cũng khá là nhộn nhịp cái này. Riêng. Đúng rồi, giấy vô nhà đường Phong Lan. Phong Lan hả Riêng. Con đường nhiều lan nhất ở Vĩnh Long luôn á Rin. Đúng rồi, đúng rồi. 3 cây 100 ngàn luôn. 300 ngàn quý vị ơi, khỏi trả giá nha. Nhưng mà cái bông đó thì thấy nó chưa có nở nhiều á Rin. Nó không có có YouTuber nữa. Qua nó học kênh gì ha. Phải. Sắp chéo không anh ơi. Ủa phố đi bộ lung linh luôn cái nhà. Ê, quá đẹp luôn. Bông quá nhiều luôn. Cũng hồng không nè. Cũng hồng á. Bữa nay là người ta đem bông hết luôn rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ không đem người đợi tới khi nào. Đợi tới gặp bán cao. Ý kỳ đó bây. Đem ra bán bông đúng Tết á. Ý kỳ đó bây. Trời ơi con chim kìa, con chim nó bay kìa. Chim này nó có điện tử trong đó nó. Xe xích lô nè. Xích lô hồi nay nha. Chở bông này. À, xích lô này, xích lô hồi nay. Có nào người kia bấu nó nhủ chứ. Coi luôn rồi. À, bây giờ qua vào dòng người nè mới thấy đông nè. Qua vào dòng người nghe cả nhà. Đó. Quá rồi. Cái này mình chỉ bỏ
bữa nữa là cắm xe chứ gì. Đúng rồi. Năm ngoái mình đi cắm xe đó, đi bỏ hết bà luôn á. Tết á, ngày Tết mới cắm xe. Có những người nước ngoài đi tham quan nữa nhé. Đúng rồi. Người ta qua đây người ta ăn Tết Việt Nam mình coi như thế nào đúng mà. Đúng rồi. Giờ mà áo dài để chụp hình kìa. Quá đông rồi. Bà cụ, bà cụ được các cháu nâng niu. Đúng rồi. Các cháu hỏi thăm sức khỏe à. Đẹp quá ha. Đẹp quá à, cả nhà ơi. Trời ơi, mỗi một góc là có người chụp hết nha. Quá trời người luôn. Bữa nay ta đi bộ nhộn nhịp luôn á. Ta đi mua bông cũng nhiều mà ta đi chụp hình chắp áo cũng nhiều nữa. Hướng Dương kìa. Năm nay Hướng Dương ít quá à. Ít. Năm nay bông vàng họ với bông cúc nhiều. Đúng rồi. Với bông giấy nữa. Hướng Dương có mấy chậu. Đúng rồi. Hướng Dương cũng ít rồi á. Năm nay là sao ta trồng vàng họ quá trời. Ôi nguyên phái đoàn luôn em. Các cô. Một đòn luôn. Một đòn quá hậu. Quá hậu của quý bà đấy chứ. Quá hậu quý bà. Đồng quá ha. Đồng quá. Sách sách luôn à. Mà ở đây không có vận chuyển miễn phí như dưới mình. Thị hành cũng khác. Đúng rồi. Dưới em là mua hoa cái là ta chở tới vô tới nhà luôn à cả nhà ơi. Đúng rồi. Ta lựa hoa đẹp và ta chở vô tới nhà luôn. Free ship luôn. Ngon lành lắm. Bởi vì năm nay tụi em là nói chung là ăn Tết sớm. Nhà cửa bông hoa nó được gỡ sớm. Giờ nó muốn tàn rồi. Ngoại em rồi, tàn trước rồi đó cả nhà. Đã có chậu hết trơn nè. Ôi mai năm nay cũng chưa nở nhiều lắm. Chưa đẹp lắm thôi. Thôi mình đi luôn đây. Dạ. Đi ra đường Lê Tổ đi. Ôi mì cay kìa. Ôi. Mì cay quăng quăng. Quăng quăng nè. Tết mà bây giờ ra mấy bài mới nghe không có hay hấp dẫn gì đâu. Cái giai điệu nghe cũng không có xê bằng ngày xưa nữa ha. Ngày xưa bởi vì sáng tác cái bài nào lụm kem bài đó. Nhạc Tết là nó giống như là nhạc để đời luôn á. Bất hủ rồi đó chứ. Ừ. Không bao giờ lỡ thời nha. Đúng rồi. Với bài Noel á. Đúng rồi. Với nhạc thiếu nhi nữa. Nguyên con chuột nó cắn lủng lỗ gì rồi. Tao có đâu, mười cho em cái áo dài, không có cho em cái quần. Quá buồn. Thù chưa xuống nằm lấy giấy cho em nữa kìa. Mai ly. Ôi cái cầu này tối mới đẹp, tối là đèn đẹp lắm. Đây là cầu lộ rồi cả nhà. Cầu lộ vẫn dáng như cầu gỗ. Giống như ngày nào không? Đúng vậy. Đúng rồi hả Rin? Nhưng mới thấy là trái cung nó cũng đó mà. Tại là có anh cũng coi một cái clip của ông chú ông ở bên nhà ông về á. Cái ông nói ông quay đường phố Vĩnh Long nè. Rồi mấy cái nào mà ngày xưa á là ông cập nhật ngày xưa lại cho bà con mình coi á. Ông nói cầu lộ là như xưa vậy hả? Cầu lộ vẫn giữ dáng cầu lộ như ngày nào. Ngã ba ông cảnh đó không? Chỗ đó đó phải không? Rồi đó anh đâu? Không biết, anh kêu đó ngã ba cây khế. Đúng rồi, ở trên trển kìa. Giờ anh biết rồi, anh cập nhật lại rồi. Cũng nhờ khán giả của mình coi cập nhật cho mình mới biết đấy chứ. Đúng rồi, với lại mình cũng lên tìm hiểu một số cô chú anh chị rồi đi trước nữa. Đúng rồi. Quá đông luôn. Qua cái đợt này rõ này.
nhỏ nhỏ. Quán phở đó giá cao nhưng mà người ta ăn cũng nhiều quá ha. Đúng rồi, tại vì nó làm ngay trung tâm. Phở gà nữa, trời ơi. Bưởi, chị thấy một cái chỗ này là bán cái bưởi rồi đó. Đúng rồi. Người ta bán túi thơm xá xị nhiều quá ha, trong quán có bán không? Đúng rồi. Với lại người ta bán dừa, người ta nạo cái ra nữa trời. Năm nay mới thấy luôn á nha. Đúng rồi. Mấy năm ngoái đâu có cái vụ này. Năm nay chơi lạ lạ không ha. Năm nay chơi độc rồi chứ. Vậy mà nó vẫn sống luôn mấy ghê chứ. Đúng là quá tuyệt vời. Quá mấy nghệ nhân làm hay ha. Quá tài. Năm nay mới thấy vụ tắt mà khắc thành con chuột á chứ. Vậy à, năm ngoái đâu có cháy đâu rính. Đó đâu con. À, con chuột có thúi gần hết rồi. Tội nghiệp. Đó, dữ vậy ta. Dữ vậy hả nha. Ghim bồ cho mấy ảnh á. Mấy ảnh. Rồi, cây ATM này chắc hôm nay hết tiền luôn quá. Thôi. Rút quá đông. Ngày nào cũng đông luôn mới ghê chứ. Từ đây tới người Tết người ta cũng dữ lắm à. Đúng rồi. Cây dưới mình vẫn que chứ nè. Cây dưới mình tại vì nó không hụt trung tâm. Đúng rồi. Với lại giờ ta bán đồ xe quá trời kìa. Ôi đẹp quá ha. Đẹp quá. Nghệ thuật quá chứ. Chỗ nào cũng đứng xếp hàng đợi cho nó. Nó gần ý thức xếp hàng là mừng rồi. Mấy anh công an xách tiền cho bỏ vô cây ATM đó. Thôi cho tiền hả? Cái đó là tiền hả? Ừ, hụt tiền đó. Trời đất ơi, biết bao nhiêu mà nói trời. Bỏ vô cây ATM đó. Trời ơi, biết nhiêu mà nói ha. Ừ. Nhìn tưởng cái bao rác không á chứ. Thôi trời. Nhìn em tưởng đang xách cái thùng rác gì đổ không á. Bao rác nhiều đó em có thể mua được một căn nhà đấy em. Đường đây mà cũng có bán bông nữa trời. Đúng rồi, năm nay người ta bán bông quá nhiều. Ê, bưởi kìa. Bưởi da xanh. Bưởi dục nhà là bưởi dạc á nghe. Ờ. Cái bưởi đó 50 á. Đây là công viên đất Khánh Tây nè cả nhà. Bông quá trời. Quá trời bông luôn thấy không? Năm nay là em Vĩnh Long chỗ nào cũng bán bông hết trơn cả nhà. Bên Wincom phường Tư cũng có bán đó nha. Hỏi. Mà cái chỗ này nè cả nhà có một chỗ bán đồ chiên ăn rất là ghiền luôn cả nhà ơi. Đây để xin tới chỉ cho cả nhà nha. Có hàng xinh đẹp chứ gì. Đúng rồi, con hàng xinh đẹp nhưng mà hai mẹ con rất là vui vẻ luôn á. Nhưng mà bữa nay tụi em mới ăn hôm qua hôm kia rồi hên đấy. Đó, có hàng xinh đẹp đây. Bên tay bên phải mình nè. Là vừa cái con đường thì vừa quẹo vô cái hẻm 54 luôn á. Thấy liền luôn á, ngoài luôn. Ở ngoài luôn. Hai mẹ con rất là dễ thương. Cả nhà nào muốn ăn đồ chiên thì giờ có ăn đồ chiên thì ghé ủng hộ chị đi. Dễ thương lắm đó nha. Bán là cho đậu bắp đồ cá đóng ăn xỉu. Quẹo ở đến dính. Quẹo đi đèn đỏ rồi. Bơ. Dạ rồi, đến đây thì em cũng xin phép được tạm dừng clip. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu quan tâm theo dõi. Nếu có gì sai sót, mong cả nhà góp ý để em rút kinh nghiệm. Xin mến chào và hẹn gặp lại clip mới nhất nhé. Bye bye.